Một quan chức Ukraine gần đây đưa ra dấu hiệu cho thấy nước này sẽ thay đổi chiến thuật quân sự, chuyển sang trạng thái phòng thủ hơn. Đây có thể được coi là dấu hiệu cho thấy Ukraine đã kết thúc cuộc phản công chưa đạt kỳ vọng kể từ mùa hè năm 2023. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podolyak vào ngày 4 tháng 12 nói rằng ở tiên tuyến và ở các thành phố, chúng tôi đã chuyển sang chiến thuật mới, tăng cường phòng thủ, tiếp tục các hoạt động đặc biệt ở khu vực bán đảo Crimea và Biển Đen đồng thời nâng cao năng lực phòng không ở các cơ sở hạ tầng quan trọng. Các nguồn lực hiện có sẽ được tập trung cho việc tăng cường sản xuất vũ khí nội địa, ông Podolyak cho biết. Ukraine cũng sẽ đẩy nhanh các cuộc thảo luận với đồng minh và đối tác phương Tây để chuẩn bị vũ khí cho giai đoạn phản công mới. Theo CNBC, tuyên bố của ông Podolyak có thể là dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ không tiếp tục phản công mà chuyển sang trạng thái phòng thủ. Kiev muốn tập trung đối phó các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky nói, mùa đông là giai đoạn mới của cuộc xung đột, với điều kiện thời tiết khiến giao tranh trở nên hết sức khó khăn. Theo ông Zelensky, bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng đang là vấn đề cần được ưu tiên hơn. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi quân đội đẩy nhanh việc củng cố các vị trí phòng thủ trên toàn tiền tuyến. Theo báo Mỹ, đây cũng có thể được coi là dấu hiệu cho thấy cuộc phản công từ mùa hè năm nay của Ukraine đã khép lại. Jan Bremer, nhà khoa học chính trị quốc tế, giám đốc hãng tư vấn rủi ro chính trị tập đoàn Á Âu nhận định Ukraine đang tăng cường phòng thủ, kết thúc cuộc phản công không đạt kỳ vọng. Tuần trước, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Mỹ đánh giá điều kiện thời tiết xấu gây ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của cả Nga và Ukraine trên toàn tiền tuyến, nhưng giao tranh chưa tạm thời ngừng lại hoàn toàn. Theo Washington Post, Mỹ và Anh muốn Ukraine tập trung vào một mũi nhọn chính trong cuộc phản công, đồng thời giao đủ vũ khí theo yêu cầu nhưng Kiev đã chia lực lượng theo ba hướng. Và đây chính là lý do khiến Ukraine và phương Tây đổ lỗi lẫn nhau cho cuộc phản công thất bại. Ukraine và các đồng minh phương Tây được cho là đã thực hiện 8 lần đánh trận giả trên sa bàn tại căn cứ Mỹ ở Đức. Từ đó cho ra kế hoạch phản công chi tiết, khả thi. Lầu năm góc muốn cuộc phản công bắt đầu từ giữa tháng 4, tập trung vào việc tiến tới Melitopol, cắt đứt cây cầu đất liền nối bán đảo Crimea với Nga. Cuộc phản công dự kiến đã được dẫn đầu bởi lữ đoàn 47 của Ukraine do NATO đào tạo và trang bị với 70% thành viên chưa có kinh nghiệm chiến trường. Nhưng theo Washington Post, Washington và Kiev có những lúc bất đồng gai gắt về chiến lược, chiến thuật và thời điểm. Thay vì tập trung tấn công vào Melitopol, giới lãnh đạo Ukraine nhất quyết tấn công theo cả hướng Berdyansk và Bakhmut. Kiev ban đầu yêu cầu hơn 1.000 xe bọc thép, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói điều này là gần như không thể. Cuối cùng, Ukraine nhận được 1.500 chiếc. Tuy nhiên, số phương tiện được cho là không phù hợp cho chiến đấu do gặp các vấn đề như mất bánh xích và công tác bảo dưỡng không đầy đủ được cho là lỗi của quân đội Ukraine. Vì không thể tự đáp ứng đủ, Mỹ được cho là đã lấy nguồn dự trữ đạn pháo 155 ly từ Hàn Quốc cho Ukraine. Washington từ chối yêu cầu của Ukraine về chiến đấu cơ F-16 do lo ngại về chi phí và rủi ro trước phòng không Nga. Mỹ cũng huấn luyện và trang bị chiến thuật NATO cho 9 lữ đoàn Ukraine Dựa vào kết quả những lần đánh mô phỏng dựa trên tình báo Ukraine và phương Tây Các lữ đoàn Ukraine được kỳ vọng sẽ chạm đến biển Azov trong 60-90 ngày Với tỷ lệ thương vong lên tới 30-40% Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Kế hoạch mà họ thực hiện hoàn toàn khả thi với lực lượng mà họ có Đúng tiến độ mà chúng tôi đã hoạch định Họ đã nhận được mọi thứ đã hứa đúng thời hạn Cuộc tấn công dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4, cuối cùng đã bắt đầu chuyển động vào đầu tháng 6. Quân đội Ukraine ngay lập tức xa lầy trong các bãi mìn và hứng chịu những cơn mưa hỏa lực dữ dội của pháo binh Nga. Chỉ sau 4 ngày, Tổng tham mưu trưởng Ukraine, tướng Valery Zaluzny đã gạt học thuyết và kế hoạch của Mỹ sang một bên để chuyển sang tấn công bằng bộ binh ở quy mô nhỏ hơn. Theo Washington Post, cuộc họp ngày 15 tháng 6 tại trụ sở NATO ở Bruxelles diễn ra nặng nề trong bầu không khí chán nản. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khi đó Oleksiy Reynikov, người bị mất chức sau đó 3 tháng, thông báo với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng hơn 50% thiết bị giả phá mìn do Mỹ cung cấp đã bị phá hủy. Trong khi đó, một quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine cho rằng sự phụ thuộc của phương Tây vào xe bọc thép và kỳ vọng vào một đột phá là không hiệu quả. Một người khác của phía Ukraine cũng không đánh giá cao phương pháp đánh trận giả bằng sa bàn trong lập kế hoạch tác chiến vì nó không tính đến máy bay không người lái và các công nghệ khác. Người này nói tất cả những phương pháp này bạn có thể vứt chúng đi được rồi Vì bây giờ tình hình không còn như vậy nữa Lữ đoàn 47 của Ukraine dự kiến giành quyền kiểm soát làng Robotino trong vòng 2 ngày sau khi phát động phản công Nhưng phải tới ngày 28 tháng 8 mới thực hiện được điều ấy Từ đó đơn vị này đã được rút khỏi khu vực để gấp rút củng cố các tuyến phòng thủ của Abdiqa ở phía đông Washington viết và bổ sung Ở hầu hết mọi điểm trên mặt trận, kỳ vọng và kết quả đều khác nhau và tinh thần ở Ukraine đang đi xuống. Một quan chức Anh cho biết, mục tiêu khôi phục lại đường biên giới năm 1991 của Kiev sẽ mất nhiều năm và đổ rất nhiều máu nếu thật sự điều đó là khả thi. Giới chuyên gia nhận định khi nguồn cung vũ khí phương Tây cạn kiệt và ít có dấu hiệu chuyển biến từ các cường quốc NATO, Ukraine sẽ không có khả năng tiến hành một cuộc phản công khác như mùa hè năm 2023. Ngày 5 tháng 12, tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ông Andriy Yamak cho biết Washington trì hoãn hỗ trợ cho Kiev do tranh luận tại Quốc hội Mỹ sẽ tạo ra nguy cơ lớn Ukraine thất bại trong cuộc xung đột với Nga. Đây cũng là lời thừa nhận thẳng thắn nhất từ một quan chức cấp cao của Kiev. Giữa lúc Ukraine rơi vào tình thế không chắc chắn có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ Mỹ và Liên minh châu Âu khi mà xung đột Nga-Ukraine vẫn kéo dài. Ông Yamak nhận định nếu khoản viện trợ bị hoãn lại, điều này dẫn tới khả năng rất cao là Ukraine không thể tiếp tục giải phóng các khu vực và gây ra rủi ro lớn khi bị thua trong xung đột. Ông Yamak cũng chỉ ra mối đe dọa khi thiếu vắng khoản hỗ trợ trực tiếp từ các nước bởi chính phủ Ukraine dự báo sẽ bị thâm hụt ngân sách 43 tỷ đô la vào năm 2024. Nhà phân tích an ninh quốc tế Max Leboda cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đúng ở một khía cạnh nào đó Ukraine đang thực sự bước vào một giai đoạn mới của cuộc xung đột, giai đoạn phòng thủ. Họ đang chờ đợi và hy vọng rằng thời gian sẽ đem lại những chuyển biến thuận lợi cho cuộc phản công. Tuần trước, Lầu Năm Góc đã thông báo rằng sau tất cả các hoạt động mà Mỹ triển khai ở Trung Đông, như gửi lực lượng phòng không và các căn cứ chiến đấu của tàu sân bay quanh Trung Đông để hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với Palestine, Lầu Năm Góc đang rơi vào tình trạng cạn kiệt ngân sách. Theo Sloboda Mỹ và NATO nói chung hiện không có khả năng tăng cường sản xuất công nghiệp để cung cấp cho chính quyền Kiev đủ những loại vũ khí cơ bản trong cuộc chiến như đạn pháo, tên lửa phòng không và nhiều thứ khác. Giờ đây Kiev còn phải cạnh tranh với Israel về những vũ khí tương tự, vốn đã nằm trong danh sách yêu cầu của Tel Aviv về những loại vũ khí cần thiết cho cuộc xung đột ở Gaza. Theo ông, giai đoạn phản công của Ukraine đã chấm dứt, không có gói viện trợ mới nào từ phương Tây trước mắt, thậm chí không có đủ viện trợ để bảo trì loại vũ khí cơ bản vào thời điểm này. Ông cho rằng trong năm tiếp theo, Ukraine chỉ có thể phòng thủ trong tuyệt vọng. Xây dựng các tuyến phòng thủ và một cuộc tổng động viên mới có thể diễn ra với hy vọng điều gì đó sẽ thay đổi. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng công nghệ chiến trường hiện đại sẽ khiến việc phòng thủ ít tốn kém hơn nhiều so với tấn công. Vì vậy, nỗ lực chiến tranh của Kiev chưa chắc đã sụp đổ. Theo nhà phân tích này, mối đe dọa lớn hơn đối với chính phủ Ukraine là một cuộc binh biến hoặc một cuộc khủng hoảng chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC được đăng vào ngày 1 tháng 12, Viktor Muzhenko, cựu tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, đã chỉ ra những thay đổi mà ông muốn Ukraine thực hiện trên chiến trường để tăng cơ hội đánh bại Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra. Đó là định dạng lại mặt trận, lập kế hoạch hành động tốt hơn, ngừng chờ đợi vũ khí thay đổi cuộc chiến, gia tăng động lực cho quân đội, kế hoạch củng cố lực lượng nhanh chóng. Ông Muzhenko cho rằng ông muốn định dạng lại mặt trận bằng cách chuyển sang phòng thủ tích cực về mặt chiến lược và xây dựng lực lượng dự bị hùng mạnh, được đào tạo bài bản, năng động và có tổ chức, có khả năng phối hợp, có tinh thần cao và năng lực giải quyết vấn đề. Trong cơ cấu lực lượng Ukraine hiện tại, đơn giản là không thể ứng phó với những rủi ro phát sinh và nếu không có điều này, tất cả đều dẫn tới thất bại. Cựu Tổng tham mưu trường, các lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng đó là một quá trình phức tạp, nó gắn liền với rủi ro, nhưng cần phải chấp nhận rủi ro này. Theo ông Muzhenko, việc chuyển đổi sang phòng thủ chủ động chiến lược là vấn đề cấp bách hiện nay và sẽ tạo ra khả năng phản công. Đó là việc thành lập các nhóm tác chiến phù hợp, các mệnh lệnh chiến đấu tương ứng cũng như hệ thống quản lý phù hợp. Ông Muzenko đặt câu hỏi về giới lãnh đạo quân sự Ukraine vì cho rằng lực lượng của Kiev có thể tiếp cận bán đảo Crimea trong vòng 4 tháng kể từ cuộc phản công. Nhân vật được Muzenko nhắc đến chính là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhnyi. Tướng Zaluzhny đã phát biểu với tờ The Economist vào tháng 11 Nếu bạn nhìn vào sách giáo khoa của NATO và các phép tính mà chúng tôi đã làm 4 tháng lẽ ra là đủ thời gian để chúng tôi đến Crimea, chiến đấu ở Crimea và trở về từ Crimea và quay đi quay lại nhiều lần Ông Uzenko đặt câu hỏi Làm thế nào lãnh đạo Ukraine có thể chấp nhận những tính toán như vậy? Việc quản lý hành động chiến lược này ở đâu? Đáng lẽ phải thông qua những tính toán này để hiểu chúng thực tế hay phi thực tế như thế nào? Có tính đến tất cả các điều kiện phía Ukraine có thực sự có thể đánh giá đầy đủ về đối thủ và năng lực của họ không? Ông Muzenko cũng cho biết Ukraine có thể tính toán thời gian tốt hơn cho một số cuộc tấn công. Lưu ý rằng, mặc dù ông tin rằng nỗ lực của Ukraine nhằm chiếm lại khu vực Kherson bị chiếm đóng một phần đã thành công, nhưng vẫn đặt ra các câu hỏi về tính kịp thời của hành động này và triển vọng của nó. Theo tờ Newsweek, Kể từ tháng 2, Kiev đã tiến hành một cuộc đột kích qua sông và khu vực bị chiếm đóng ở Kherson, phía đông sông Đơ Nhép và tăng cường các cuộc tấn công vào tháng 8. Tháng trước, Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến Ukraine và Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết binh sĩ của họ đã đảm bảo được một số đầu cầu, ám chỉ các vị trí được quân đội nước này bảo vệ vững chắc bên trong vùng bị Nga tạm chiếm để tiến công. Ông Muzenko hỏi, liệu chúng ta có triển vọng mở rộng đầu cầu này đến quy mô có thể triển khai các hoạt động hậu cần, cung cấp và di chuyển các thiết bị và vũ khí hạng nặng hay không? Theo ông, hành động như vậy lẽ ra phải được thực hiện sớm hơn một chút. Về vũ khí, ông Muzenko cho biết, vũ khí thay đổi cuộc chiến từ phương Tây sẽ không giải quyết được vấn đề vì Ukraine nên ngừng chờ đợi nó. Theo Newsweek, các quan chức chính phủ Ukraine đã kêu gọi viện trợ vũ khí tiên tiến hơn cho cuộc chiến chống lại Nga và phương Tây cho đến nay đã viện trợ cho Ukraine vô số vũ khí bao gồm xe tăng Abram, Challenger 2, Leopard 2, xe bọc thép Striker, xe chiến đấu Bradley, hệ thống tên lửa phòng không Patriot, hệ thống pháo phản lực cơ động cao M1422M và pháo xe kéo M777. Washington đã từ chối yêu cầu của Kiev về máy bay chiến đấu mặc dù Đan Mạch và Hà Lan sau đó đã xác nhận rằng họ sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Ông Muzenko cho rằng danh tiếng về một số loại vũ khí chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Ví dụ, người ta rất phấn khích về xe tăng Leopard, nhưng Ukraine không thể sử dụng chúng một cách hiệu quả. Theo ông Muzenko, Ukraine phải gia tăng động lực cho quân đội của mình, đồng thời gợi ý rằng việc tuyển quân phải được đảm bảo một số mặt nhất định về phúc lợi xã hội và là tính kịp thời của các khoản thanh toán bao gồm chế độ cho quân nhân tử trận khi được hỏi ukraine có đủ người để đánh bại nga hay không ông mojanko cho rằng kiev phải tập trung vào việc xây dựng hệ thống phòng thủ sâu rộng cựu tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang ukraine nói tại sao không có đủ người câu hỏi đặt ra là ukraine sẽ thực hiện tất cả các kế hoạch này như thế nào nếu kiev lại tấn công trực diện thì sẽ có vấn đề <laughs>